Hương Thơ và chương trình Phụ Nữ Ngày Nay xin được trở lại với phần 2. Và hôm nay Hương Thơ được nói chuyện với hai người bạn quý, đó là bác sĩ Ngô Ba Địch cũng như là chị Lê Nguyệt Hạnh. Chị là Program Manager cho chương trình chăm sóc toàn diện. Nếu quý vị có muốn liên lạc chị Nguyệt Hạnh, xin liên lạc với Hương Thơ. Hương Thơ sẽ cho quý vị số phone với chị Nguyệt Hạnh. Và bác sĩ Ngô Ba Địch cũng vậy, là một bác sĩ rất là nổi tiếng trong cộng đồng chúng ta qua nhiều phương diện, từ y khoa, từ chính trị và đến âm nhạc. Và đề tài ngày hôm nay chúng tôi rất là lý thú nói về đề tài mà Hương Thơ nghĩ rằng ai trong chúng ta đều có thấy mình trong đó. Vì trong đời sống chúng ta sẽ đối diện nào là bệnh tật, thất bại trong tình yêu, bị tai nạn trong sự nghiệp, bị phá sản, bị mất việc, mất người thân, người yêu, bạn bè phản bội, thiên tai nhân họa. Và phần đầu thì chúng tôi chia sẻ những cái nỗi đau, những cái nỗi buồn trong đời sống hiện tại của ba người chúng tôi nơi đây. Như bác sĩ là một người bác sĩ vừa lo toan về bệnh nhân và vừa phải cân bằng cuộc sống bận rộn của bác sĩ trong gia đình để gọi là thỏa mãn nhu cầu của đòi hỏi của vợ con ở nhà, để cho đóng vai một người cha nữa, một người chồng rất là khó khăn. Thì tất nhiên nhiều điều bất toại và bất an trong lòng lúc nóng ám ảnh bác sĩ Định là chắc chắn phải có. Và phần đầu quý vị đã nghe tâm sự của chị Nguyệt Hạnh, chị cũng là có nhiều cái bất an mà lúc nào gương mặt chị cũng tươi tắn, nên Hương Thơ cứ nghĩ là chị rất là mạnh mẽ để có cái là miễn nhiễm về cái những bất an trong lòng, nhưng mà nghe cũng phải chảy ra chắc vậy lắm mới vượt qua, phải không chị Hạnh? Là chị vừa phải đối phó với lại phải đi làm việc giống như Hương Thơ, phải làm việc nhiều, lo toan nhiều, trách nhiệm nhiều của một người phụ nữ trong gia đình, của đời sống ở xã hội người Mỹ hiện nay là người vai trò phụ nữ rất là nặng nề. Rồi trong khi đó cũng giống như Hương Thơ cũng phải đối phó một người thân bị về vấn đề tâm thần là trầm cảm, người con gái. Và cái thứ ba bây giờ chị phải nói cái thứ ba chị đang phải đối phó là vấn đề sức khỏe của chị, không ạ? Đúng rồi. Thật ra thì có chuyên gia y tế đây, bác sĩ rất là pro, thành ra mình không dám mua rượu ở mắt tợ. Tuy nhiên mình cũng phải cần đến sự trợ giúp của y khoa về thuốc men. Nếu không thì là mình sẽ bị hành hạ, hay là mình bị lo lắng đem đến thể xác và đưa đến tinh thần. Thành ra nếu mà những ai mà có vấn đề về bệnh tật thì dĩ nhiên là cần đến bác sĩ. Thì bác sĩ chữa trị cho mình từ bao tử, ung thư hay là các thứ, thì cái đó nó liên quan đến tinh thần. Khi mà ăn được, không ngủ được này kia nọ cũng là về tâm bệnh. Cho nên mình nghĩ là mình luôn luôn có cái ý thức là lòng biết ơn. Cái sự biết ơn đó làm cho mình cảm thấy là mình cảm kích và mình quá may mắn. Mà khi mình nghĩ được như vậy rồi đó, thì tất cả những cái lo âu này kia nọ nó sẽ nhỏ lại, nó không còn big deal, nó không còn ghê gớm. Ồ, tại sao như vậy? Tại vì mình thì gia đình mình đạo Phật mà mình đi học trường Công giáo, thành ra mình nghĩ Chúa nói là thánh giá của ai người đó vác, hay là nghiệp của ai người đó trả, thì mình đâu có thể khác hơn được. Sinh lão bệnh tử là cái chuyện bình thường, mà cái vô thường là nó xảy ra với mình lúc này nhiều hơn lúc trước, là dịch bệnh rồi này kia nọ, thì làm sao để mình đối phó với chuyện đó. Thì trở lại là mình soi rọi chính mình, là mình cần gì, mình muốn gì, và làm thế nào để mà mình khắc phục được những cái đó. Thì cái danh từ nó hơi lạ cho mình mới biết khi mình qua đây thôi, đó là cái khắc kỷ. Thì mình nghe từng chữ thì nghe như nó khó khăn, nhưng mà mình kiểm soát được những cái gì mà mình có thể làm được và không làm được. Cũng đó, như khi mà bác sĩ mà gặp một người bệnh nhân bị ung thư hay bị một cái nan y đó, thì cái tâm trạng họ như thế nào? Bác sĩ đa số là rất là sợ hãi, phải không ạ? Rất là bất an, phải không ạ? Đối với số người đó là bản án tử hình đó chị. Nếu mà ung thư thời kỳ thứ 3, thứ 4 đối với tôi đó, quan trọng. Thật ra cái người mới vừa phát hiện ra mình bị bệnh cao máu hay cao mỡ đối với tôi rất là quan trọng luôn. Nhưng mà mình thấy mình có cảm nhận, hoặc là nói trắng là mình thấy đi, khi mà một bệnh nhân bị cao máu, cao mỡ cao đường, đối với nhiều người bác sĩ họ quen rồi đó, họ cảm thấy điều đó không có gì quan trọng hết. Nhưng mà đối với tôi, một người khi mà có một cái bệnh gì, dù cho đứt tay là rái tay đầy trong cổ tay, đối với tôi nghĩ là chiến tranh thế giới thứ ba tính sau đi, bầu cử 2004 tính sau, trước mắt là cảm cúm đau bụng, đối là
thì tôi nghĩ là trước mắt thế giới của họ là cái bệnh của họ, bệnh của con và bản thân. Hà huống thì cái này là ung thư. Trên đối với một người mà bị ung thư đó, là mình phải đặt mình vào vị trí của người đó và cảm nhận người đó, và mình tìm hiểu những cái bối cảnh xã hội người đó, có những người con trẻ chưa lớn lên, người đó còn phải là gánh vác trong gia đình, và đó là cái income duy nhất trong gia đình để mà trang trải cho những mà bill ga điện nước và những cái chia chi trả đó. Cho nên mình phải có cái sự cảm thông, bắt đầu từ cảm thông, với là tức là empathy. Empathy là tôi đang có cái giống anh, còn sympathy là tôi không có như anh nhưng mà tôi cảm nhận thương, tôi muốn đặt mình vào cái đôi giày của anh để cảm nhận điều đó. Thì nếu mà tôi có cái bệnh đó thì tôi empathy, nhưng mà tôi chưa có bệnh đó, như là chưa có ung thư bao giờ, thì mình sẽ sympathy, tức là mình đặt mình vào vị trí người đó. Dạ, đúng. Để mà cảm nhận, xong rồi mình nghe người đó nói, người đó khóc, người đó có những lo lắng, lắng nghe. Dạ. Rồi sau đó mình mới tìm cái mọi cách mình làm cái gì mà hơn. Chứ chị Nguyễn Hạnh có thể làm chứng minh cho tôi, nếu mà ở mà cái chị là AMBI phải không, là ECMO đó, thì nếu mà bị ung thư đó, đi gặp OBGYN là thường thường một người bác sĩ gia đình ngừng tại đó. Nhưng mà mình biết là ung thư đó mà vùng chậu đó là phải gặp GYN, tức là người bác sĩ chuyên khoa về ung thư của cái vùng chậu. Chứ còn gặp một người bác sĩ về sản phụ khoa đó rồi phủi tay, bác sĩ phụ khoa sẽ gửi về bác sĩ gia đình thôi. Gửi bác sĩ lúc đó cùi hủi luôn, ủa này là vùng chậu của phụ nữ mà tại sao gửi về cho tôi? Cái thời gian delay 3 tháng, 6 tháng, 1 năm á, người ta đã bị lây lan, người ta đã chết rồi. Cho nên nếu mà khi một người bị, phải tận nhân lực. Cái đó là cái điều mà nói chung là mình sáng nay mới nói đứa con, nói với cháu nó lần thứ 7, thứ 8 rồi, nó vẫn không nhớ, không sai. Cho nên bố sẽ nói cho đến 50 lần cho nên con nhớ thôi, nhớ những điều bố dạy. Bây giờ con học, con ráng, con gân hô, con làm những chuyện không được trong sáng, không được anh hùng mã thượng, để mà ráng để được vô được cái trường con thích, để mà được cái job con làm, rồi con có vợ. Nhưng mà sau khi có job, có vợ, con nhớ lời của bố dạy. Thứ nhất, đừng muốn gì hết, càng muốn ít thì càng bớt đau khổ nhiều. Thứ hai, đừng sợ mất gì hết, kể cả tính mạng mình, kể cả gia đình, người thân của mình. Nếu mà có chuyện gì đến thì phải đến thôi. Ok, không có sợ mất gì hết. Chứ đừng có nói là nhà cao, cửa rộng, xe cộ, hay là cái đồng hồ, hay là những cái ngoại vật. Không sợ mất gì hết. Cái thứ ba đó, có những chuyện con kiểm soát được, control được thì con mới làm. Đó. Cái gì mà không kiểm soát được, không kiểm soát được thì phải thay đổi sự suy nghĩ của mình. Dạ, đúng. Và hoặc là đừng có thấy cảm thấy tội lỗi, hay là bị trầm cảm, hay là bị tức giận, giận dữ, xong rồi đó đổ thừa cho bản thân, hoặc đổ thừa cho người khác, nhất là người kẻ thù của mình, hay là người thân trong mình. Cái ba cái điều đó con nhớ giùm cho bố. Dạ. Nhưng mà cái thuốc vitamin là cái exception đó, những cái mà con không muốn mất, bố không muốn con làm mất, là đó. Danh dự, trách nhiệm, bổn phận, tình yêu với Thượng Đế và tình yêu cho nhân loại. Và yeah, cuối cùng là cái lòng yêu nước. Nếu mà được con giữ 5 điều đó, cái điều đó là bố không muốn con bị mất, con phải nuôi dưỡng cho nó càng ấy. Thì nhắc nó, nói là lần này thứ, tôi không nhớ là chắc cũng phải 8-9 lần. Cái đó là cách là mình vượt qua cái bất an trong đời sống. Yes. Thì cái nguyên nhân của cái sự bất an á, bây giờ trở lại cái nguyên nhân, thơ nghĩ là nó cũng giống như là tham sân si, cái lòng tham muốn, giống như bác sĩ vừa nói là mình mong muốn nhiều thứ quá mà mình không được thôi. Á ai thì mình có sẽ bất an. Yes. Và khi mình chuyện gì xảy ra mình không chấp nhận, mình luôn luôn kháng cự lại, đó là cái điều, vì cái những điều xảy ra nghịch cái ý mình chống lại. Uh-huh. Mà mong cầu không đạt được làm cho bất an. Và cái thứ hai á, thơ thấy là cái lòng tham của mình muốn có nhiều thứ quá. Nhiều khi có cái iPhone này là muốn upgrade cái iPhone mới, không được là bất an. Rồi xe này cũng không chịu, nói ông chồng muốn cái xe khác. Hay cái nhà này nhỏ quá, muốn mua cái nhà sang hơn, đó là vật chất hơn. Đó là vật chất. Yes. Rồi càng muốn nhiều là càng đau. Rồi tình yêu, bây giờ quay qua tình yêu. Lúc mà chưa có nhau, thề sống thề chết phải lấy nhau bằng được. Và ở với nhau rồi ta nhìn nhau chán ngán, và có những trường hợp này đó lại cảm thấy bất an. Ủa tại sao thấy mình không hợp với nhau? Mới gặp nhau sao yêu đắm đuối quá hả? Chuyện đó chắc ba người chúng ta đều rõ. Nhưng mà quên mất một điều là đời sống cái chữ vô thường đó là luôn luôn thay đổi, phải không? Đúng. Mình cũng thay đổi mà mình biết, mình cứ nhìn thấy người ta thay đổi rồi mình oán trách là tại sao em không dễ thương như ngày đầu gặp gỡ, hay là anh không hiền lành, hay là bây giờ anh kỹ tính quá, hay là nghiêm khắc quá.
thì đó tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lấy nhau về nham nhở lắm em ơi. Trời ơi. Bây giờ mình qua cái phương cách chữa lành đây. Dạ. Bây giờ đây cái khắc kỷ là gì? Nghe cái chữ khắc kỷ đó, bắt đầu Hương Thơ nghe cái chữ khắc kỷ nó lạ quá. Tiếng Mỹ gọi là stoicism, rồi cái chủ nghĩa khắc kỷ. Stoicism, yes. Khắc kỷ mà bắt đầu Hương Thơ nghĩ là phải khắc khe chứ bản thân mình. Không có khắc khe. Không. Khắc gọi là khắc, kiềm khắc chế, khắc phục, tự control, khắc phục. Tức là mình không thay đổi được ngoài vật, ngoài cảnh. Thì mình phải thay đổi, thay đổi chính mình. Khắc kỷ là mình. Stoicism là cái sự chờ đó. Thật ra nó từ Stephen Covey. Ngày xưa ông Viktor Frankl, khi mà cả nhà ông bị đốt thành than hết, rồi ông phải đi cái xẻng để mà xúc những cái xác của những người thân đó, thì ông mới nói thầm với Hitler đó: mày có thể giết hết nhà tao, mày có thể đầy đọa đốt nát tao, nhưng mà cái mày không thể thay đổi được là cái sự suy nghĩ và cái quyết định cảm nhận, đó là cái trí tuệ, cái sự thông thái, cái dũng cảm, dũng cảm. How do I perceive cái ngoại cảnh, giá trị của mình là cái sự suy nghĩ, cái quyết định để mà cảm nhận của tao. I decide how to feel, tức là stoicism, tức là stoic là chờ, là không có để cái ngoại cảnh tác động mình. Tức là tao sẽ decide, tao vẫn vui, tao vẫn hạnh phúc, tại vì tao là người đàng hoàng, người tốt. Mày giết, mày ác, mày sẽ gặp cái chuyện ác, còn tao vẫn làm mà tao không sợ mày. Tao không để mày làm tao bị khủng hoảng và khiếp sợ mày. Tao vẫn cương cường, nếu chết là chết, nếu sống là sống. Thì ông Viktor Frankl có viết lại cuốn sách. Thì ở đây stoicism ý nó muốn nói đó là gì, theo cảm nhận của mình là như vậy đó. Là nếu mà cái gì mình không kiểm soát, không thay đổi được, như cái cô gì ở ngày xưa bị lính Iraq mà hãm hiếp, xong rồi cổ nằm đơ, cổ không có chống cự, tại vì cổ nói chống cự không làm gì, cổ nằm đơ, rồi sau đó cổ quyết định không để cái sự bị hãm hiếp mà bị ám ảnh cổ đó, để mà ám ảnh cổ để làm cô bị PTSD hay là bị cảm nhận trầm cảm hay là bị gì đó, mà cổ dùng cái ý chí của cổ để tiến về phía trước và giúp cho những cái nạn nhân mà bị bạo lực đó. Thì cái gì mà mình không thay đổi quá khứ và những cái mất mát hiện tại, hoặc là những cái bệnh ung thư đó, mình không thay đổi được, ung thư đã đến với mình chỉ nhờ bác sĩ. Nhưng mà cái mình có thay đổi được là cái suy nghĩ về đó, mình bớt muốn là bớt lo lắng, bớt sợ mất là. Và nhớ là không thay đổi được, mình phải thay đổi cái suy nghĩ, cái cảm nhận. Vâng, Thơ có đọc sơ qua thì đây là một cái trường phái triết học được khai sinh ở Athens khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, với cái sứ mệnh để rèn luyện cái tinh thần con người ta nên cứng rắn và bình tĩnh hơn khi đối mặt với những nỗi đau và áp lực trong cuộc sống, mà không có bộc lộ cảm xúc và không phàn nàn, giống như nãy bác sĩ vừa nói. Vậy chị Hạnh có thể nói, chị có nói về cái khắc kỷ nó có 3 phần phải không? Chị sẽ nhắc lại cái 3 phần đó. 3 phần đó. Thì có một cái duyên thì mình biết được cái điều đó, là khắc kỷ là không phải là ai cũng ý thức được. Thì có những cái mà mình kiểm soát được, như bác sĩ Định mới vừa nói đó, tất cả những cái điều mà mình không muốn đến với mình thì mình phải thay đổi cái suy nghĩ, và mình phải tự coi lại coi là mình làm được những gì để đối phó với nó. Thì trong cái dòng đó là gọi là controllable, có thể kiểm soát được. Có những cái chuyện mà không kiểm soát được, giống như là bệnh ung thư hay là những cái bệnh. Thật ra bệnh ung thư là một trong những thứ bệnh, nó là bệnh thế thôi à. Thành ra bây giờ mình nhìn nó một cách big deal, một cái là ôi sao khổ quá, mình sống hòa bình với nó. Tại sao? Mình không có thể làm gì khác hơn được, ngoài cái sự trợ giúp của y khoa và ý chí của mình để mà đối phó với chuyện đó. Về vấn đề tinh thần thì cái chuyện mà bất thường, vô thường đó, nó không có phải là tiêu cực, là tại vì nhờ những cái chuyện đó mà mình thấy được như một cái bài test cho chính mình. Thí dụ như Hương Thơ thấy là nghe người ta nói là ồ, tôi không có cái ngã, tôi không có cái tôi, nhưng mà đừng ai xô tôi thôi. Đó thì là cái chuyện đó rất là mắc cười, đúng không? Tôi không có ngã, xô là ngã. Tôi không có cái ngã nhưng mà xô là ngã. Đúng vậy. Bao nhiêu mình thấy là tu trên núi nó dễ là tại không ai làm phiền mình, nhưng mà tu dưới chợ thì mình mới thấy là những cái xung đột, những cái đời thường nó đâm chĩa vô mình. Khó. Để làm sao mà mình chống chọi lại được với cái đó. Mà em không biết là chị Hạnh, như quý vị, chị Hạnh đang bị ung thư và đang hóa trị đi, mà thấy chị rất là tỉnh táo. Không phải là có thể chị may mắn có một cái miễn nhiễm từ thể xác chị, mà cái tinh thần của chị mạnh mẽ để khi mà sợ chị mà chị vẫn bình tĩnh, vẫn tươi tắn như vậy. Thì hồi nãy mình có thưa đó là mình phải nhờ vào cái đức tính mà
có thể là một phần trời ban, và mình nhờ, mình mang ơn cái thế giới khoa học, cái xứ này rất là văn minh để giúp cho mình. Bác sĩ biết là mình không có bị side effect, mà mình là gọi phải tạm gọi là survivor đó. Thì bây giờ mình thực tập liền tại chỗ được không hai chị? Dạ được. Ok rồi. Bây giờ cái bớt tội của tôi liền bây giờ quý vị lắng nghe nha. Tôi thấy rõ ràng chị Thơ nói với chị Nguyệt Hạnh là sao chị hay bị ung thư mà chị an nhiên tự tại mà đón nhận đó. Tôi không đồng ý, tại vì tôi là bác sĩ của chị Hạnh. Những lần chị thách cho tôi, trách cho nhân viên của tôi, trách tôi những cái ghê gớm đó, là tôi thấy bất tội là chị Thơ nói không đúng sự thật. Chị thấy phiến diện một cái thôi mà chị không thấy toàn bộ những cái khía cạnh khác, là nó làm tôi hơi bất tội và nói những lời hiện đời ra nói. Và tôi nói rồi mình sẽ đối thoại với những cái gì mà Ngô Văn Định đối với hai chị như nào nha. Tôi có cách riêng của tôi, rồi chị sẽ nói cách của chị Thơ cũng vậy nữa. Chị Thơ là cả một trời, chị đã đi thiền, là đi tu thiền, là đi tĩnh tâm, rồi chị đã đi gặp thể thao nữa, theo chị làm đủ thứ hết. Nhưng mà cuộc sống của chị là những nỗi đau khổ dằn vặt, tức giận điên lên được, không nghĩ đến chuyện mà không thể là mà sát thương luôn đó chứ đừng có nói. Nhưng mà chị cười nói này, rõ ràng là tôi bất tội, tôi thấy chị không có thành thật đó. Bây giờ đối với cái bất tội của Ngô Văn Định đối với hai chị nhé, chị nghĩ như thế nào? Bây giờ chúng ta đã hết giờ, nhưng mà sau vài thông tin thương mại chúng ta sẽ trở lại. Có bất tội giữa ba người chúng ta đó, chị đối cái bất tội như thế nào? Vui đối như nào? Chúng ta sẽ bắt đầu. Xin mời quý vị theo dõi về thông tin thương mại và chúng ta sẽ trở lại phần 3 để ứng phó với sự bất tội của cả ngay cả bây giờ.